là mình không có nhận ra, không hay không biết. Mà là chiều đó, ở trên đó mà an vui, trên đó mà thích thú nữa, đó mới gọi là vô minh. Thì đó là do gì? Đức Phật hay nói đó là nhận vật làm con, đó là do si, chứ tôi nói là do si mê, đó là do tâm trộm cắp, đó là do biệt niệm, đó là cái khởi tâm cho là. Thế nên cái tư tưởng bệnh hoạn, cái mà không có cái niệm thống thiết sinh tử, không có chịu tu tập. Thì nói niệm thống thiết sinh tử, nói tu tập cũng là nói đi ngược dòng vô minh ý thức đó. Nên luôn luôn là rất là khó, rất là cực, chứ không phải là dễ. Ngày xưa cũng hay nói nó là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, để phân biệt được giặc, phân biệt được người thân. Nếu phân biệt được á, vô minh có thể phân biệt được cái con đường rõ ràng để hướng về tự tánh, phá cái vô minh, chứ không có nhận cái vô minh cho là tự tánh. Những cái đó là cái quan trọng và cần thiết. Thì Phật cũng vậy, chư tổ cũng vậy, đều luôn giúp chúng ta chỉ rõ ông ta, tháo gỡ những cái gút mắc cho chúng ta, để chúng ta vững chân mạnh bước trên con đường liệu thoát sinh tử. Cái sẽ nói là ở trong chiến trận biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đó là rõ ràng địch bạn, chứ không có nhận bạn thành, biến bạn thành địch thì là nhận địch thành bạn mà không biết. Thì đó mình sẽ bị chi phối, bị dẫn dắt hoàn toàn. Những cái lời của Phật, lời của chư tổ, chư thiện tri thức luôn luôn sách tấn và nhắc nhở mình, và nói cho rõ trên sự thực hành của chúng ta, chính cái nghi tình là bạn của chúng ta, là cái nhân của bát nhã. Ngoài cái nghi tình ra, nghi tình là cái niệm không phân biệt, là cái nhân đó, nhân của bát nhã, không phân biệt, không có năng sở ngã chấp. Mà mình cứ ôm cái năng sở ngã chấp, sở cầu, sở đắc, sở sở trong đó, tức là mình lại nhận giặc làm con, chứ không nhận cái bát nhã, không nhận được cái ý chỉ của Phật tổ. Nó do mình dạy, do mình si. Cái sự chướng ngại trên cái công phu và tập khí vô minh và ngã chấp của mình, trên cảnh trên duyên, nếu mà mình có công phu miệt mài miên mật và có cái niềm tin chắc thật, thì tất cả chướng ngại nào cần phải vượt qua. Trong kinh Đức Phật cũng ví dụ hay nói, nếu mà chúng ta được hưởng thụ hay là được thừa hưởng cái pháp thân của Như Lai một chút nào đó, chánh pháp của Phật một phần nào đó, thì cũng giống như là đã vào được nhà Như Lai, đã ngồi được tòa Như Lai, đã khoác được chiếc áo của Như Lai. Nếu khoác chiếc áo Như Lai là áo nhu hòa nhẫn nhục, và ngồi tòa Như Lai là tòa tánh, tòa pháp không, và nhà Như Lai là nhà, cũng là nhà pháp không, thì cái nhu hòa nhẫn nhục là cái sự công phu, sự tu tập đến mức mình cũng không có phân biệt. Không phân biệt á, là cái vấn đề này là người ta hại mình xấu hay tốt, và tất cả nó thành tựu được cái Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh trong đó, luôn luôn tự lợi và lợi tha, hóa giải tất cả những cái sự chướng ngại, những cái sự này nọ, biến thành cái động lực, biến thành cái sự tu tập đến cái giải thoát. Cho nên nó là khoác được áo của Như Lai là áo vô hòa nhẫn nhục, ngồi cái tòa pháp không, nó không có phân biệt trong tương đối,
Cho đến cuối cùng á thì phát hiện được tự tánh như là cái pháp thân, đã ở trong pháp thân thì đâu có còn phải phiền não, đâu còn khổ đau nữa. Thì tất cả cái phương tiện của Phật trong kinh ví dụ đều là chỉ cái chỗ cho chúng ta tin tự tâm và thực hành. Mình chẳng có biết, pháp chẳng có thấy, cũng nói là chẳng có nắm, chẳng có bắt. Tại vì vô sở cầu, vô sở đắc, vô sở trụ mà, vô sở sở, tất cả những cái nghi tình, chính cái nghi tình là sẽ đưa chúng ta hoàn thành cái bát nhã, nó không còn có cái ta trong đó nữa, nó mới đúng là chiếc áo của Phật, cái tòa của Phật, cái nhà của Phật. Để nên mình có cái niềm tin rõ ràng trên cái phương tiện thì nói áo, nói nhà, nói tòa hay là nói Phật. Tại vì phương tiện, tại mình đang ở chỗ chúng sanh, mình đang ở chỗ khó kham nhẫn, mình đang ở cái chỗ ngồi nóng bức ở cái nhà lửa, cho nên mới nói có cái áo của Phật, có cái tòa của Phật, có nhà của Phật. Mà khi mà công phu đến tuyệt đối rồi thì tất cả mình sẽ rõ ràng. Nên chư tổ nó là một chì đập bể hư không, hay là mới thấy là tất cả vốn chẳng có tuổi, tức là đâu có số lượng. Pháp thân vô vi bất đọa chư số, cái thân hữu vi, cái thân tứ đại á, thì nằm trong có năm, có tháng, có ngày, có giờ. Pháp thân bản thể không có nằm ở trong cái số lượng. Thì tất cả lời Phật đã nói, do mình cứ si mê, cứ muốn có cái sở sở đắc, và muốn cái sở đắc đây nên thành ra cái sở cầu, rồi sợ mất, sợ bị thế này, bị sợ thế kia, đó tất cả đều là do cái vô minh ngã chấp, đều là do cái vọng động của ý thức, vọng tưởng của tâm mà nó hình thành. Thì cái sự công phu, mà khi mà trên công phu ý thức nó vẫn đi dẫn đầu, nó vẫn ra chỗ đó, tại vì cái gì cũng là cái ý thức cả. Đến khi mà gặp cái chướng ngại, mình cảm thấy không dám tiến lên mà cứ chần chừ, cho nên cuối cùng bị dòng thác nó cuốn đi luôn, cuốn theo dòng thác rồi mất sức, rồi lại chìm đắm trong sinh tử. Cái sự công phu, sự tu tập, nếu mình tin được tự tâm được đầy đủ thì sẽ vượt qua được rất là nhiều sự chướng ngại. Đến khi mà tin tự tâm được viên mãn thì lúc đó giống như phát hiện được tự tánh vậy. Thì cái pháp thực hành chúng ta là chú trọng vào thực hành. Trên cái sự thực hành đó là luôn đối diện, chúng ta sống trong cuộc sống bình thường mà, người tu vậy mà người đời cư sĩ cũng vậy, luôn luôn là phải tiếp cơ ứng vật đủ thứ. Nhưng mà nếu mà ở trên công phu mà ứng dụng á thì đó là mình đang cọ sát trên cái sự thực tế, đến mà ứng dụng không còn khởi cái phan duyên tạp niệm, không còn khởi cái ngã chấp vô minh phân biệt trên đó nữa, thì lúc đó là nó dụng hoàn toàn cái dụng của Phật tánh, của chánh biến tri, của không có năng sở, không có tương đối, tất cả nó rõ ràng. Thì nó không còn cái tâm cảnh, tâm riêng, cảnh riêng nữa, hay là cảnh cảnh sanh tâm, tâm sanh cảnh, mà là tâm cảnh câu quyền. Thì đó là cái lời nói, tại vì giờ mình có tâm có cảnh cho mình nó khác, còn tới kia là tất cả đều mất, thì nó trở về tự tánh, trở về cái bản thể. Mà tự tánh bản thể qua cái lời giải thích chứng minh Phật của chư tổ cũng là cái phương tiện quan trọng để mà thể nghiệm chân thật nhất, là chúng ta phải công phu, phải thực hành. Mà công phu thực hành rất đơn giản, để thọ đạo khởi nghĩ tịnh, đó là cái hướng về tự tánh, cũng là tham cứu bản tâm, là vô sở trụ sanh diệt tâm. Mà mình vẫn cứ trụ trụ trụ, công phu cũng trụ cho đến cái chữ ngộ, vẫn trụ trên chữ ngộ, bất kỳ cái gì cũng trụ, cũng nắm, cũng bắt cả, cho nên nó sai lầm, đâu biết đó là ý thức nó biến hiện, nó tạo ra. Mình trụ vào Phật,
ý thức sẽ tạo ra Phật, cái sở trụ cho mình sự trụ, cho nên vẫn nằm trên cái năng sở chứ không phải lìa năng sở, không phải là viên mãn bồ đề quy vô sở đắc, không có đắc trên cái sở. Thì nghi tịnh là cái con đường, là cái bát nhã, là cái trí tuệ, là cái gươm, cái gươm bén để phá tất cả những chướng ngại. Nếu mà chúng ta thực hành sâu cái hành thâm bát nhã thì đó là cái gươm bén, nó có thể đi tới đâu mà cái gươm mà chư tổ ví dụ như là suy mao kiếm ấy, tức là cái sợi tóc sợi lông để lên kiếm mà thổi cái đứt ra làm đôi, nó bén đến như vậy đó, thì không có cái nào không chặt đứt được, không có cái phiền não vô minh nó dai cứng cỡ nào, vô minh ngã chấp á nó dày cỡ nào, cái gươm đó cũng chém chém sắc như chém bùn thì nó chém hết tất cả, thì nó mới là đi đến cái chỗ tự do tự tại được. Cho nên cái pháp chúng ta thực hành được chư tổ, được chư Phật là ví dụ rất là rõ ràng trong cái pháp hành. Mà bây giờ mình phải hành như thế nào, phải giữ như thế nào cho nó đúng, như tinh tự tâm lập sự cho đúng, thực hành trên cái tông chỉ của cái chánh pháp làm sao cho nó đúng, chứ đừng có nhận cái tà pháp thành chánh pháp, giống như nhận giặc làm con, học Phật pháp mà cuối cùng giải thích không hiểu đúng như Phật pháp thì rất oan uổng. Thì đó là cái lời chúng tôi muốn chia sẻ.